Trong 4 năm đó thì các bạn có ăn cơm trước kẻ không? Hả? Dạ thì quan niệm của em là phải giữ gìn đến giờ phút thiêng liêng nhất. Tới cái đêm đồng hồng đúng không? Dạ, đêm nhưng mà đêm đồng hồng có trân tru trắc trở hay là có những nào không? Đêm đồng hồng là chắc là nó thú vị lắm không? Hôm đó bà xã em là bị đèo đỏ. Coi như thế. Hôm nay là coi như là bị phạt. Như vậy là chắc chắn là tuần sau mới vui. Có chừng tuần sau mới vui đúng không? Dạ, năm sau mới vui. Trời ơi, sao tụi em làm thì chị cũng không được đỏ mặt, hay chưa không được đỏ mặt. Mình đã lên tới đây rồi là cái gì đó mình khui hết rồi, nó chịu. Mới lập gia đình hay giống một con mèo vậy á, mà mình đang đói, mình đang mèo đang đói mà lại đục mở teo ra vậy đó, mình cảm giác nó khó chịu á. Khó chịu lắm em ạ. Mày về mày có chừng mặn á, có chừng nó bị chút không biết. Bà em lấy nhau bao lâu rồi? Chính thức ngày mai nữa là 1 năm 2 tháng. Rồi sao vậy? Là chị mới đây thôi đó hả? Dạ em phát hiện ra là ảnh không có yếu. Dạ em chào anh chị và chào mọi người. Rồi chào tụi em. Hai em giới thiệu về mình. Dạ em là Nguyễn Thị Luyện, năm nay em 25 tuổi, em làm bên bộ phận xuất nhập khẩu. Thế còn em? Dạ em tên Võ Văn Bằng, năm nay em 26 tuổi, nghề nghiệp của em là kỹ thuật viên môi trường. Hiện tại em đang công tác và sống ở Tây Ninh. Tụi em là ở trên Tây Ninh xuống à? Dạ. Ồ, đi bằng gì xuống? Dạ xe máy. Ồ, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình và Trọng Sơn cảm ơn hai bạn rất nhiều. Luyện và Bằng, hai vợ chồng trước đây là gặp nhau lần đầu tiên như thế nào và ai là người ấn tượng ngay trước tiên? Tụi em gặp là biết nhau á, gọi là biết nhau á thì là còn hồi học phổ thông, trong một dịp tình cờ thôi thì một người bạn của ảnh, đồng thời cũng là bạn cũ của em, thì cho em có gian từ trên Tây Ninh xuống thành phố học á. Trên đường đi thì tính ghé vào một quán nước uống nghỉ ngơi thôi, người bạn đó mới nói là có một người bạn của mình đây thì rủ ảnh ra uống nước chung cho vui. Người bạn đó là ông xã em bây giờ. Ảnh lúc đó là mới đi tập thể hình về, cái ấn tượng đầu tiên là khác hẳn với hồi mà học phổ thông trở. Thì hồi học phổ thông thì ảnh nhỏ con như chưa dậy thì á, mà ngay mặt lại có một rùi to đùng là em ghét rồi. Mà hồi đó là quậy phá học dở lắm, là em không có thích cái tiếp người học dở. Rồi bây giờ gặp lại thì thấy một rùi biến mất. Dạ đúng rồi, đi mới đi tập thể hình về thì cũng có cơ bắp, mặc áo ba lỗ đồ thì ha. Giờ em ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên đó. Thì em mới kết rồi thì ngồi nói chuyện chung vui vậy đó, không biết linh cảm hay sao đó em không ngồi xe của các bạn đó nữa mà tự nhiên nhảy qua xe của ông xã em ngồi luôn. Dạ. Em cua trước hay vợ em cua trước, là cái người nào tỏ tình trước? Em thấy là chị này có cái giống như là ý định muốn qua chợ mình chở thì mình đã hiểu được vấn đề rồi. Dạ, hiện tại với đó là em cũng đang quen một người. Em cảm nhận cái người trước của em á, người yêu đó làm giống như thương em rất là thật lòng. Nhưng mà cái cảm giác của em á là giống như mình không có mang được cái hạnh phúc cho họ về tiến xa hơn đó. Thì em quyết định là lúc đó thì hai người cũng có đang mâu thuẫn, thì em thấy là nên chấm dứt. Em cũng đã chia tay với người trước. Và cũng tình cờ lúc đó thì cô này xuất hiện. Cô này xuất hiện. À, thế là hai bạn đến với nhau. Nói chung là đến yêu nhau mấy năm thì làm đám cưới? Dạ khoảng 4 năm. 4 năm. 4 năm rồi làm đám cưới. Dạ. Ồ, vậy đó. Rồi trong 4 năm đó thì các bạn có ăn cơm trước kẻ không? Hả? Dạ thì quan niệm của em là giữ gìn đến cái giờ phút thiêng liêng nhất. Tới cái đêm động phòng đúng không? Dạ. Đêm nhưng mà đêm động phòng có trân tru trắc trở hay là có như nào không? Đêm động phòng thật là chắc là nó thú vị lắm không? Hôm đó bà xã em là bị đèo đỏ. Coi như nghĩ thế. Tân hôn nhiều lắm rồi. Nghĩ phẹt. Nhiều cặp bị lắm, nhiều cặp rơi vào cái tình trạng này lắm. Như vậy là chắc chắn là tuần sau mới vui. Có khi tuần sau mới vui. Tuần sau mới vui đúng không? Dạ năm sau mới vui. Trời ơi. Là sao tụi em làm thì chị cũng không được đỏ mặt hay chưa? Không được đỏ mặt. Mình đã lên tới đây rồi là cái gì đó mình khui hết rồi, nó chịu luôn. Liên kể gì nghe coi. Ảnh thì làm xa nhà nên là một tuần gặp nhau có lần, mà đa phần là ảnh về mà thích chân. Dạ. Với lại là một lý do nữa là điều kiện kinh tế cũng không có ổn định. Nên là cũng chưa có nghĩ tới cái chuyện đó. Tại vì em thấy nhiều người cũng bị vỡ kế hoạch á, nên em sợ và mong muốn là mình sẽ chuẩn bị cho cái đêm đó thì là hoàn hảo. Coi như là chỉ sao vỡ kế hoạch thôi đó. Mà nhịn. Có nhiều điều khác mà em. Cái này cái phần này thì để cho. Thì giống như là mình mới lập gia đình, giống một con mèo vậy á, mà mình mèo đang đói sao? Mình đang mèo đang đói mà lại cục mỡ teo lên vậy đó, mình cảm giác nó khó chịu lắm ạ. Khó chịu lắm em ạ.
nhưng mà chị hỏi là rồi bên nhà em có biết là cái chuyện cả năm sau rồi mới có cái đêm tân hôn không? Dạ có, em về em có tâm sự với mẹ và chị gái. Mẹ chị gái có nói gì về cái trường hợp này không? Thì chị hai của em á thì nói mẹ về mà coi chừng bằng á, coi chừng nó bị tước sinh lý. À, bọn em lấy nhau bao lâu rồi? Chính thức ngày mai nữa là 1 năm 2 tháng. Rồi sao? Vậy là chuyện nó mới đây thôi đó hả? Dạ. 2 tháng. Em phát hiện ra là ảnh không có yếu. Nếu mà nói chung cho tới bây giờ là hoàn hảo đúng không? Dạ. Em thì sao? Dạ ok. Rồi ok được rồi. Bây giờ về cuộc sống thì sao nè? Coi như lấy nhau xong rồi thì có. Nói thẳng luôn đi. Ông nội này không có tật xấu gì không? Dạ trời ơi, ảnh lười biếng kinh khủng luôn. Lười biếng là còn gì nữa nè? Vợ chồng nhưng mà ảnh không khi nào xưng hô anh em với em hết á. Ủa xưng bằng gì? Xưng ta. Giống như là ảnh ở trên còn em là thường dân như vậy. Chắc cái điều này chắc nó huệ ở thôi. Anh cũng thích. Dạ hai chồng mong muốn thay đổi gì ở nhau nè? Thôi giờ cho bằng trước đó. Bớt càm ràm một xíu. Nói gì nữa? Đi đâu đó thì đồng ý cho em đi một cách vui vẻ. Thì em sẽ đi đúng giờ về. Rồi còn Liễn. Mà tại vì ảnh lười biếng nên em mới ưa nhắc và ưa càm ràm vậy thôi. Ví dụ như ảnh là làm chiều 4:30 là ảnh về rồi. Mà ảnh nằm ảnh xem tivi nằm ình đó. Em về nấu nướng nấu cơm làm gì làm ảnh ngồi ảnh nhìn vậy. Xong rồi em mới nói anh phụ em làm này làm kia. Anh chỉ biết anh trả lời sao? Anh thề anh sẽ không bao giờ phụ em. Một câu nói nghĩa đen nghĩa bóng gì. Bây giờ là hết cái đại hội vạch mặt rồi nè. Giờ muốn đại hội thay đổi nè. Bây giờ mong muốn là bớt lười biếng nè. Dạ. Rồi gì nữa? Rồi đó, đừng có xưng hô. Dạ đúng rồi, các xưng hô đó là em đặt lên hàng đầu luôn. Anh muốn anh thay đổi đầu muốn tiên. Muốn là được thay đổi bà? Là anh em à. Dạ. Đúng không? Không thì vợ hay là bà xã. Được không? Có khó không? Cái tính của em là không thích ngọt á. Nhưng mà là tình cảm lãng mạn quá, sến quá. Em chỉ cần thay đổi là thay vì như anh là ta em. Với lại là gì? Móm. Ta với móm. Thì là giờ kêu là anh với móm. Dạ. Được không? Dạ được ạ. Được không? Tại vì vậy nè, nãy giờ chị thấy hai bạn có một cái ha, chị để ý chị thấy là có đôi lúc nói chuyện trong mắt của vợ có những cái mà nước mắt nó muốn trào ra. Chồng cũng vậy. Mà chị không biết lý do sâu xa của cái việc mà trào nước mắt là cái gì. Chị biết là hai em có một cái gì đó mà chưa có nói hẳn ra hết những cái điều mà mình mong mỏi về nhau. Dạ thì trước khi lên chương trình á thì ông xã của em thì có một cái mong muốn rất là lớn là muốn em chia sẻ với chương trình để em và gia đình là mẹ chồng em bớt cái thành kiến, là cái mong muốn lớn nhất của ảnh khi em vợ chồng em tham gia chương trình này. Có nghĩa là bây giờ nha, ba mẹ chồng vẫn thành kiến với em hả? Dạ tại vì cưới xong thì về ở chung với ba mẹ khoảng vài tháng thì cũng có một số mâu thuẫn tế nhị trong gia đình. Thì hiện tại là tụi em đã ra ở trọ. Và gia đình thì mong muốn tụi em quay về. Em vẫn chăm sóc và lo cho ba mẹ nhưng mà thực chất là em không thích ở chung. Dạ. Mà cái điều mà ở chung là do là bằng muốn đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ sao ta? Luyến thì lại không muốn về ở chung. Trong khi bằng thì lại muốn muốn về ở chung. Vậy thì tụi em sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Tại vì nhà còn một ông anh nữa, chưa có gia đình, là đang ở chung với ba mẹ. Thì em mới bàn với chồng em là hai đứa mới quyết định ra ở riêng. Thì ba của ảnh bây giờ thì mới nói là thôi nhờ ba cho đất kế bên thì hai đứa cứ cắt cái nhà ở đó, ở gần cha gần mẹ. Thì em cũng khẳng định một câu thì cha mẹ nào cũng là cha mẹ. Em cũng quan tâm chăm sóc ba mẹ bình thường. Có ở chung hay ở riêng thì cũng vậy thôi. Chứ không phải là em bỏ ở trọ xa hay là đi đâu mà không quan tâm tới ba mẹ. Ý em là như vậy. Chứ không phải là tụi em đi luôn. Không, bây giờ ví dụ vậy nè. Nếu mà chị hỏi Luyến nè. Ví dụ như bây giờ ba mẹ cho cái miếng đất gần bên Dạ. Thì trong trường hợp mà tụi em cất cái nhà ở đó Dạ. Thì chị thấy giải pháp đó được mà đúng không? Dạ, đúng. Thì bằng có đồng ý qua lại giải pháp đó không? Em thì thấy cái giải pháp nào cũng được. Nhưng mà em thấy là vì em ở cửa giữa, em cứ nghĩ là mình cứ làm cái gì mà mình thấy mình thoải mái, với lại là đừng có ai mà buồn. Chị thấy như vậy nè bằng. Nếu trong trường hợp mà cái vấn đề hòa hợp giữa con dâu và mẹ chồng trong thời gian này, thứ nhất là tụi em chưa có em bé đúng không? Dạ. Đó. Thì để mà cho cái việc mà tụi em chuẩn bị ra đời một em bé, thì tạm thời cái giải pháp là bây giờ tụi em vẫn cứ ở riêng ra. Em cứ để cho vợ em chín chắn đã trong cái mối quan hệ vợ chồng trước, gây dựng một cái gia đình nhỏ, biết nắm cái gia đình nhỏ mình trước, tích cóp tiền. Nếu cha mẹ cho mình miếng đất, mình cố gắng mình cất một cái nhà đơn sơ một mặt thôi. Mình ở kế bên ba mẹ, riêng thì vẫn riêng nhưng mà thành ra chung thì vẫn chung, ở sát bên để mình vẫn có thể chăm lo cho cha mẹ qua lại. Đó là cái giải pháp tốt nhất. Thì chị cũng nghĩ rằng như vậy nè, nhân cơ hội chương trình này đó, thì hai vợ chồng nên, nhất là em có một cái tâm sự em nói cho ba mẹ hiểu. Dạ thật ra thì
cũng thông qua chương trình thì con cũng rất, không phải là con bỏ đi đấy, là con từ bỏ ba mẹ, mà một ngày nào đó khi con đã đủ chín chắn rồi thì con sẽ trở về. Có thể là không ở chung một mái nhà nhưng mà con sẽ chăm sóc và phụng dưỡng cho ba mẹ đúng trách nhiệm một người con dâu Úc. Bằng, bằng nói đi, bằng nói với ba mẹ một tiếng đi cho ba mẹ hiểu. Thì con cũng cũng muốn làm ba mẹ với lại là vợ con, nhưng mà sẽ trở lại như xưa, vui vẻ. Và trong năm nay hoặc là năm sau thì chắc chắn ba mẹ sẽ có tin vui. Con không biết dùng cái lời lẽ nào mà để diễn tả hết được. Thì bổn phận của con là con sẽ hiểu và con sẽ chăm sóc ba mẹ và làm cho gia đình ta ngày càng vui vẻ hơn ạ. Nhân đây á, thì Vân cũng chỉ mong rằng anh chị hãy hiểu, nếu mà thực sự là thương thương bé Bằng, tại vì Bằng là Úc, cho nên cái trách nhiệm mà gọi là câu miền Nam mình là Úc nhờ Úc chịu, cho nên là cái áp lực của Bằng rất là lớn. Thì nếu mà anh chị thương Bằng thì anh chị thời điểm này thông cảm cho Bằng, để mà Bằng có thể lo cho cái gia đình nhỏ của Bằng cũng như vợ hoặc là cái đứa con tương lai sắp chào đời. Và anh chị hiểu rằng là thông qua chương trình và những cái lời tâm sự của các cháu á, thì anh chị thấy rõ ràng là các cháu rất thương cha mẹ. Chỉ có điều là có thể thế hệ của các cụ cũng như là các cháu có chưa tìm được một cái tiếng nói chung đó. Thì xin anh chị thông cảm, trong thời gian này anh chị cứ để cho các cháu ra ngoài để các cháu tạo dựng một cái gia đình nhỏ các cháu, và các cháu sẽ sống đúng bổn phận của những người con có hiếu. Thì rất mong là anh chị cảm thông. Dạ thì khi ba mẹ xem chương trình này thì ba mẹ sẽ hiểu. Anh nghĩ là hiểu, hiểu. Và thôi, chỉ khóc hôm nay thôi. Và về, và hai người cứ nhìn nhau mà cười. Hai đứa nắm tay nhau, ôm nhau cái, hùng cái trong cái. Rồi. Có tin vui là báo liền nha. Ok, cảm ơn hai em. À, em tên là Bùi Nguyễn Kim Hưng. Năm nay 26 tuổi, làm nhiếp ảnh tự do. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Cúc. Năm nay 26 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Rồi Hưng và Cúc là gặp nhau trong một trường hợp đặc biệt nào? Hai đứa em học chung trường, chung lớp. Thì nói chung là em thích là từ năm lớp 10 rồi. Lúc đó là bạn 16 tuổi. Dạ, 16 tuổi. Mà bây giờ là bao nhiêu? 26. Dạ, 26 tuổi, mối tình 10 năm. Yêu cô gái này 10 năm trời. Mối tình học sinh, ngưỡng mộ, cho một tràng. Rồi bây giờ hỏi ông chồng luôn. Em là nhiếp ảnh thì chắc chắn em phải là người say mê cái đẹp. Vậy thì em yêu vợ em vì cái gì? Chắc là em thích mình dây. Mình dây. Lúc đó là vợ em chắc cũng mình dây đúng không? Dạ dây lắm, có 35 kg. À dạ cỡ đó, 35 kg. Vậy là dây hơn bây giờ nữa ha. Dạ cái đó mới mà tạm gọi là dây ni lông. Mà lúc đó da thì ngâm ngâm, còn mắt thì rất là to mà lóng lánh đẹp lắm. Còn vợ thích chồng ở điểm nào? Nói chung là ảnh nó cưa cẩm lâu quá cái mình mềm lòng. À, mềm lòng là dạ. Nước chảy đá mòn đó phải không? Dạ. Rồi bây giờ các bạn là yêu nhau 10 năm mới cưới à? Dạ mới cưới. Dạ. Ba. Ồ vậy chắc là cái hôn nhân của các bạn suôn sẻ lắm hả? Mới đầu mọi chuyện rất là suôn sẻ, nhưng mà cái trước đám cưới một tháng thì em nói chung em không có chuẩn bị tâm lý kỹ cho vợ, là dẫn đến hiểu lầm giữa vợ với gia đình bên em. Hiểu lầm là cái vấn đề gì? Dạ là hai đứa là khác tôn giáo. Mà em nghĩ đơn giản thôi, trước một tháng là học, mà dẫn vợ đi học giáo lý vô đạo là vừa thôi. Nhưng mà không ngờ là tới sáu học tới 6 tháng mới xong, cho nên lúc đó thì trễ quá. Thế là mẹ không cho cưới hay sao? Dạ đúng rồi, mẹ phải bắt học, phải có đạo, vô đạo rồi mới cưới được. Thì lúc đó em cũng bồng bột, mất bình tĩnh đi thì mới tự tổ chức đám cưới. À tức là tự đứng ra. Lúc đó cũng chưa có suy nghĩ được chín chắn. Lúc đó là em cũng đồng ý việc đó. Dạ, ban đầu là do ảnh cũng giấu em đi. Đến lúc mà thiệp thì cũng đã phát đi hết rồi. Thì cái hôm đám cưới thì là coi như có gia đình bên ngoài không? Có đầy đủ hết. Dạ, dạ. Rồi sau khi đám cưới xong thì vợ em tiếp tục đi học giáo lý. Dạ, học giáo lý. Chị muốn hỏi trước khi cưới mà gặp cái sự cố như vậy thì em cái cảm giác em sao? Lúc đó ảnh giấu em mà cũng giấu bên gia đình em, nói là mọi chuyện cứ để anh lo như vậy. Trước đám cưới 6-7 tháng thì cũng có nói cho mẹ biết. Mẹ kêu là hay học đạo chưa thì
Lúc đó em mới kêu là đi rồi, nhưng mà thật sự là chưa có dẫn vợ đi, tại lúc đó nghĩ là nó đơn giản thôi à. Cho nên tới bây giờ thì cái khoảng cách giữa mẹ chồng với lại vợ em thì còn hơi xa quá. Nhưng mà hiện giờ là tụi em đang ở nhà của bên bên chồng hay là ở riêng? Ở riêng. Ở riêng và chưa có một cái hóa giải với lại mẹ chồng, thì như vậy thì nó ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của tụi em không? Dạ, nhiều khi cũng suy nghĩ lắm. Khi mà đối diện trước người lớn vậy mình cảm thấy mình có lỗi mà mình cũng chẳng nói được gì. Mà cũng không thể nào mà nói lên được cái lòng mình chuyện này. Không thể nào đứng đối diện trực tiếp mà nói chuyện với lại ba mẹ để cho ba mẹ hiểu là mình biết mình sai đó. Bây giờ vậy nè, thực ra là có một cái chi tiết này là nếu mà các cụ mà thực sự giận tụi em á thì cái ngày đám cưới là các cụ đâu có mặt, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề ở đây là giận chứ không hề ghét. Cái ghét mới là cái sợ, chứ cái giận á là một cái rất bình thường trong cái việc này. Bởi vì rõ ràng khi mình làm như vậy là các cụ giận rồi, nhưng mà các cụ vẫn thương, cho nên các cụ mới có mặt ở đám cưới tụi em. Bởi vì sao biết, cuộc đời đám cưới một lần thôi, thì tụi em phải hiểu được cái vấn đề đó để tụi em chủ động làm cái việc là sau đám cưới là nghĩa vụ của mình là mình phải tìm mọi cách mình hóa giải cái khoảng cách này đối với mẹ chồng cũng như là mẹ vợ mình. Em phải làm, chứ còn đừng có hy vọng các cụ làm. Bởi vì các cụ đã làm rồi. Khi đám cưới tụi em là các cụ đã có mặt, có nghĩa là các cụ đã nhún một bước rồi, và chứng tỏ rằng các cụ rất thương mình, rất lo cho những đứa con của mình rồi. Cho nên bây giờ tụi em á phải gạt tất cả những khoảng cách đó đi, để tụi em phải là cái người chủ động hóa giải cái mối quan hệ này. Nhiều khi á, người lớn á, người ta chấp nhận là người ta đau khổ như vậy tới lúc người ta chết thì thôi, chứ người ta không có xuống nước cái chuyện này. Dạ đúng. Em hiểu không? Cho nên bây giờ vậy, sẵn đây á, tụi em muốn nói cái gì từ trong đáy lòng của mình thì tụi em nói đi, và sau đó thì mình sẽ nói chuyện tiếp. Dạ, qua chương trình này thì con cũng hy vọng á là ba mẹ hai bên cùng biết tụi con đang bắt đầu lại từ đầu hết. Ba mẹ tha lỗi cho tụi con, với lại con hứa tụi con sống nhau thật là tốt, ba mẹ đừng lo nữa. Dạ, thì thông qua chương trình này thì con cũng xin lỗi ba mẹ là con đã không bình tĩnh và không chuẩn bị trước tâm lý cho cả hai bên gia đình để mà dẫn đến cái sự rối như trong đám cưới vừa rồi. Nhưng mà con cũng phải cảm ơn ba mẹ là đã đến đầy đủ và cho đám cưới con được suôn sẻ. Rất mong là nếu như hai quý vị phụ huynh của bên nội như bên ngoại hôm nay, quý vị nếu có coi chương trình này thì quý vị hãy mở lòng và có một cái sự đồng cảm cũng như là thông cảm đối với sự dại dột non nớt của con mình. Tuổi trẻ mà lúc nào cũng háo thắng, lúc nào cũng có những cái việc mà làm bốc đồng, thiếu suy nghĩ, thì đã nói là nước mắt chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược đâu. Mình không thể bỏ con mình được. Thì ở đây thì quý vị hãy nghe cái sẻ chia, cái tâm sự của hai đứa con của mình để mà mình có thể tha thứ và bao dung cho các con. Bởi vì rõ ràng ở đây chị thấy thần sắc của cô dâu á buồn quá à. Em mặc đồ rất là lộng lẫy, kim sao bộc lộ vậy, chứ mà cái ánh mắt của em rất là buồn. Chị có một cái cảm nhận á, em giữ rất nhiều những cái bí mật ở trong lòng, đúng không cưng? Đó, ngày hôm nay nếu như có những cái điều gì mà em còn chưa chia sẻ hết với chồng thì em hãy nói đi, đừng có chịu đựng một mình. Nhiều khi em nghĩ là nếu mà chuyện buồn nói ra cả hai cùng buồn, nên để em một mình giải quyết. Không, cái suy nghĩ đó rất là tiêu cực. Bởi vì á, có những chuyện một mình gánh, nếu như nó có lợi ích cho cái gia đình nhỏ của mình thì mình sẽ gánh. Nhưng có những chuyện nếu em gánh một mình em, bây giờ chị nói ví dụ, em có yêu chồng em không? Có. Em có biết chồng em yêu em không? Dạ có. Nếu như bây giờ chị nói ví dụ thôi, em không giữ bản thân em cho chồng em, mà chị hình dung đi, nếu cha mẹ em mà mất em hoặc chồng em mất em á, thì chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không? Có nghĩa là ở đây em không phải giữ em cho bản thân em, mà em phải giữ cho cha mẹ em, cho chồng của em. Còn nếu như sau này có con phải giữ cho con nữa. Mình bây giờ hết là của riêng mình rồi, đúng không? Chẳng thà mình độc thân mình chưa có gì thì thôi, nhưng mà khi mình đã sanh ra trong cuộc đời này, mình còn phải báo hiếu cha mẹ, mình còn phải lo cho chồng, lo cho con. Em không nên làm như vậy. Chỉ nói ví dụ nè, buồn chồng mình thì mình sẽ nói là anh ơi, thế này thế nọ thế kia, anh đừng làm như vậy. Còn nếu mình buồn mẹ chồng mình hay là cha chồng mình hay là những người anh chị em trong gia đình chồng, mình vẫn phải sẻ chia với chồng mình. Biết đâu được á, khi em sẽ chia với chồng em hay là em sẽ chia với chương trình, chị nói ví dụ đi, bây giờ em sẽ chia với chị đi, bằng cái kinh nghiệm của người đi trước, chị sẽ khuyên được em rất nhiều điều bổ ích. Chị nói ví dụ sau này khi em có con rồi, em sẽ hiểu cái lòng của người mẹ, người cha đối với con, thì em sẽ hiểu được mẹ chồng em cũng như mẹ ruột của em tại sao lại giận tụi em, chứ không phải là mẹ khắt khe hay gì đâu. Để một đứa con nuôi nó lớn trưởng thành chừng này á, không có đơn giản đâu em. Mà bây giờ nếu như làm như vậy để chi, để nghĩ là tụi con mình có hạnh phúc thôi, chứ giờ mình giận nó mình đâu sung sướng gì đâu cưng. Trời ơi, giận con khổ lắm, đau đớn lắm, hiểu không? Cho nên rằng á, cha mẹ giống như chuối trên cây rồi, bây giờ tuổi không còn bao nhiêu nữa, tranh thủ hết sức những cái thời gian để mà mình báo hiếu. Em hiểu không? Mình có hiếu với cha mẹ thì con cái mình nó mới có hiếu với mình, đúng không? Đêm nay về tâm sự hết cho chồng nghe, và em phải lắng nghe, phải thấu hiểu. Hai vợ chồng cùng nhau giải quyết,
đó là một điều. Điều thứ hai, sống chết gì phải xóa cái khoảng cách với mẹ chồng và với mẹ vợ nha. Nha. Cố gắng nha. Chào em, dạ, bữa nay anh mới được gặp em ở ngoài đời nè. Dạ, em cảm ơn. Đây là một diễn viên mà anh cũng rất là ngưỡng mộ khi mà xem phim em đóng ha. Rồi, xin dạ, chào mừng em, hai em đến dạ. với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Dạ. Ơ quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? À, dạ. Mặt không sao, à, nhìn em coi như là 26 tuổi vẫn tin. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau, hay là vợ em cứ nhớ mãi thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Dạ. Phun xăm thẩm mỹ. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Dạ. Mình diễn viên tự do thôi, mình có trực thuộc công ty nào không Sơn? Dạ không, em làm tự do thôi. Tự do thôi. Dạ. Gần đây anh ít xem Linh Sơn dạ. đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Vâng. Sơn ơi, em có thể giúp dạ. cho anh bí quyết để làm sao cho cái giọng hai của anh nó teo là được không Sơn? Hãy về đội của em. Về đội của em nha. Vâng. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em dạ. đừng cứ dơ ra nữa, em đóng lại đi, rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi em hãy mạnh dạn em khoe ra. Nó nhìn cũng được mà. Đó. Để Sơn thương. Đó, chị che luôn nè. Không, anh chị sẽ về đội của em dạ. nha dạ. nha. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? À dạ. À, thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Thì là một ngày là tụi em quen nhau là qua một cái gọi là ứng dụng hẹn hò anh. Dạ. Dạ. Thì hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra, xong rồi nó lướt mà em nhìn vô em thấy ủa sao toàn trai đẹp không vậy. Xong rồi em mới hỏi nó, em kêu ủa mày đang chơi cái gì mà sao tao thấy toàn trai đẹp không vậy ta. Cái xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi, tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. À. Em mới kêu là vậy thì cài cho tao đi. Dạ, em mới bảo là vậy thì cài cho tao đi. Chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ, xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Cái xong rồi lúc mà cài vô thì nó chỉnh hình rồi, ý là bỏ hình ảnh của em vô đó thì làm cho em hết. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em không có biết anh là diễn viên thì em chỉ thấy em bảo là ủa sao ai nhìn quen. Thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen. Cái thôi em thả tim thử. Thì bạn em nó chỉ cho em là nếu mà thích ai á thì thả tim. Dạ, xong em nhấn em thả tim thì tự nhiên thấy anh trả lời. Dạ. Cũng đang chờ gì đây nè. Nhưng mà lúc mà Sơn nhận được dạ. cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Tại vì em thấy là ôi sao cô bé này nhìn trông rất là dễ thương. Vâng, thế là sau đó thì thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mỗi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố vậy. Đúng gu rồi đó. Đúng gu. Anh hỏi nè. Dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Mà lúc tụi em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Dạ, tại vì cái ứng dụng đó nó là giống như là tụi em kêu là để trong khoảng cách bao nhiêu thì mình có thể gặp được nhau. Thì em mới để là thôi 10 cây đi thì có thể gặp được, chứ xa quá thì chắc không gặp được. Cái xong em để 10 cây thì anh ở trong đúng 10 cây luôn. Hồi đó là em ở bên Tân Bình, ở gần sân bay á, còn anh là ở bên quận 7 thì là đúng 10 cây luôn là em gặp. Dạ, xong rồi tụi em hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối. Thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh ở ngoài đời á, là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Linh Sơn không? Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là... Chưa, nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Em thì cái lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á, là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả
đứng xa xa á, có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời ơi, em nói tỏa sáng luôn. Dạ, tỏa sáng đúng trời, rồi đây nè. Dạ, dạ. Xong rồi một người á thì là cười tỏa sáng, còn một người là sáng bừng đó, đấy là sáng trưng đó, sáng trưng sáng bừng luôn. Dạ, đúng không? Dạ. Hồi nãy Sơn có nói đó, vừa gặp em một cái thấy em tỏa sáng lên một cái. Không anh, nhưng mà về sau này mới thú nhận với em, kêu là hồi đó ban đầu là coi hình em ở trên mạng á là thấy đẹp, nhưng mà thấy nghi nghi. Em bảo ủa nghi là nghi gì, kêu là sao chồng trai hả? Thấy chân dài quá mình kêu không là... biết là con trai hay con gái, đúng hơi nghi nghi. Dạ. Hay chưa, anh đoán ghê. Kêu là không, tại vì anh kêu là tại vì anh cũng có quen một vài người bạn á, là kiểu người chuyển giới, kêu là đẹp, xong rồi kêu là thấy em cao rồi dáng cao rồi vậy em đẹp cao kêu, quá là sợ đi. Kêu có khi nào có khi nào là người chuyển giới không, cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Dạ. Trước khi gặp là vẫn còn nghi ngờ. Dạ, dạ, nhưng mà vẫn muốn gặp. Nhưng mà có khi nào là em cố tình em gặp để em xác định rõ cái giới tính thiệt của cô. Thì cũng cả hai đấy anh. Chứ không lại bỏ lỡ con mồi sao? Em là người Việt Nam. À, dạ. Em là trai bắt không? Em thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi, thì nên là em kiểu giống như là em là sao ta, em kiểu em cũng không kiểu giống như em không em kêu là em cũng không thích quen trai Bắc nữa, kiểu dạng vậy. Tại vì thật ra thì trước đó em quen thì kiểu em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách, hơi nói chung là em không thích lắm. Xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi nghi. Xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người trai Bắc không, trai Hà Nội không. Cái xong hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy. Cái em kêu thì em thấy giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích trai Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng nam nha anh, nói giọng nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu, thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam, chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh, lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặt luôn, lấy ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi. Nói thử đi Sơn, rồi chuyển nói tiếng Nam đi Sơn. Sơn nói tiếng Nam luôn, nói dạ. Với chị với anh Thuận nói tiếng Nam luôn đi Sơn. Dạ em sợ. Hỏi sợ quỷ sứ. Cái lần đầu tiên gặp là anh hoàn toàn nói bằng tiếng Nam á. Dạ nói tiếng Nam dạ. Là xong rồi hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn, xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì, cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm. Thì ngay gần sân bay chỗ em thì là có cái khu mà toàn người Bắc đó anh, đó xong anh mới dẫn qua đó. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc à, ông nói Bắc luôn. Dạ đúng rồi. Dạ tự nhiên cái nói giọng Bắc, cái xong em hết hồn luôn. Nhưng mà thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi á anh, kiểu mình đã ngay từ đầu mình đã có cảm tình rồi đó, nên là bây giờ bắt Trung Nam. Dạ đúng rồi. Dạ rồi cuối cùng á là sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau, sau cái buổi hẹn đầu tiên đó đó. Yêu liền không nhờ? Hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cũng chắc cỡ một tuần thôi. Là tụi dạ. Lâu vậy? Có những cặp á, trời ơi, sau cái lần đó là lâu lắm kìa, tụi em mới là hẹn hò, chính thức hẹn hò đó. Dạ. Là, trời ơi, cũng 3 ngày á. Là ảnh như chị Dân bật ngửa. Dạ. Còn đây là một tuần, còn đây là tới một tuần á thì mới chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi nhưng mà nó nghe nè, ảnh có đưa em về ra về nhà nước ngoài Bắc để mà ra mắt gia đình. À, dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm 4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà, dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì em, anh nói em là người đầu tiên anh dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, anh đưa về ra mắt. Nên là mà em á thì nói chung là em cũng kiểu tại vì mình cũng có cái sợ là kêu là tại vì kêu là sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường thường á, em thấy thì kiểu gia đình là hay kiểu hay suy nghĩ là gái miền Nam
không, không không kiểu gia phong lễ giáo đó. À, dạ dạ đúng rồi đúng cho rồi nên bắt buộc là mình phải kín đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình dạ, phải dạ, kẻ, nói chung không? Là kiểu cũng sợ sợ, với lại hồi đó là nó đang hot cái phim mà sống chung với mẹ chồng quá trời, nên là em kiểu em bị em bị sợ sợ, em bị ớn ớn á. Mà xong em á thì là hồi đó là em làm về thời trang thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu thời trang xong rồi kiểu cũng hở hở kiểu dạng dạy hay là rách rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải là kính đáo kính đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi hơi kiểu cách tí xíu cái thì mình cũng ráng mình lựa cái nào là kính kính nhất rồi, nhưng mà chắc nó vẫn hơi sao đó. Cái lúc mà em về em ra mắt á, thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Cái xong về xong rồi mẹ chồng cũng lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại đứng hình luôn, đứng hình luôn. Tại vì về sau này em hỏi anh Sơn thì mới biết là tại vì ban đầu á mẹ nghĩ là cái gu của anh Sơn á, tại vì anh Sơn chưa có dắt ai vào nhà ra mắt hết, thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì có nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền rồi kiểu nhìn lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi phải nói là chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu dạ 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 đúng rồi, tại vì từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á đó, thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không, tức là ba mẹ dạ, có đòi dạ, không ạ, nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái, nhưng mà thực ra thì với Linh thì cái phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính, nên là nhìn ở ngoài thì trông ăn chơi phết đấy, nhưng mà thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi, cũng không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó lần đó thì ba mẹ của Sơn dạ. có ý kiến gì không? Dạ có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì? Cái lần đầu tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốt hoảng đúng xíu rồi đó. Đúng rồi, vâng, vâng. Nhưng mà bà có thiện cảm dạ. Rồi thì ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, rồi nấu ăn, Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Em nấu món Bắc luôn hả? Dạ, tại vì nhà em là cũng là Bắc Nam Tư á anh. Dạ, nhà em cũng là Bắc Nam Tư. Nhưng mà cái lúc mà tại vì em về nhà anh Sơn chơi thì xong rồi em lại có công việc bận ở trong Sài Gòn thì em về Sài Gòn trước, anh Sơn thì ở lại. Thì lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Thì mình suy nghĩ, mình cũng tò mò, mình muốn biết. Cái xong anh Sơn, anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè, Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Khoe ra thịt. Kính rồi đó mà vẫn còn dạ. Là kiểu nói bằng giọng Bắc á anh. Trời ơi, em nghe xong em đứng hình luôn. Xong rồi đó, xong rồi anh Sơn thì cũng nói ra là thì đó là cái phong cách ăn mặc của em thôi. Nhưng mà tính của em thì kiểu giống như là cũng chăm sóc gia đình rồi, cũng nói chung là cũng ấy, nên là từ từ về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần thì cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà dạ. Bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu. Là em biết anh là diễn viên. Dạ. Thật ra là anh rất là bất ngờ khi mà anh gặp Sơn và trong một cái tình trạng là đã có vợ rồi á. Dạ. Anh vẫn nghĩ em là độc thân á. Vâng. Thì cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp được không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là khi em có cái em Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc ấy thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Chắc cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Lấy vợ hình như cũng không có công khai đâu. Cũng không phải là công khai mà chỉ là mình tổ chức đám cưới bình thường những cặp đôi khác thôi. Dạ. Mình không có show up ra, mình mà không có. Khi mà em có vợ rồi thì các đồng nghiệp là có bất ngờ không? Cũng có, mọi người cũng có nhắn tin chúc mừng, rồi cũng hơi trách một chút tại vì là tại sao đám cưới thì lại không mời. Nhưng thực ra là nhà vợ em thì là ở tận Bảo Lộc, còn em thì ở ngoài Hà Nội nên là không có tổ chức ở Sài Gòn. Nên là mọi người cũng rất là khó để mà mời mọi người đến, nên là nhiều khi em cũng ngại. Vâng. Vậy tụi em cưới nhau làm được 2 năm. Dạ đúng rồi. Dạ. Đúng rồi, 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Mà thế này này, đó, có là lúc mà khi mà hai đứa quen nhau thì cái tình cảm cũng rất là gắn kết nhưng mà chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Thì em có một bác là chị của mẹ em thì cũng cùng với Linh về về quê của Linh, là nhà của Linh để chơi, thì bác mới bảo là thôi cho hai đứa nó cưới nhau sớm đi. Đó thì
mặc dù lúc đó thì tụi em cũng chưa có ý định cứ yêu nhau đã đó, nhưng mà cuối cùng thì bác cũng bảo là đã kết nhau rồi thì lấy nhau đi cho nó gọi là bền chặt. Thì đúng lúc mà khi mà vừa lấy nhau một thời gian xong thì Covid đến. Đấy, nên là đó là vâng thì đó là một cái thời điểm anh nghĩ là nó rất là phù hợp cho cả hai đứa để cùng nhau là nắm tay vượt qua Covid. Chứ bây giờ Covid xong rồi mà mới cưới thì nhiều khi mọi thứ nó cũng khá là phức tạp đấy. Vâng. Tức là hai đứa kịp làm đám cưới trước Covid đúng không? Dạ. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là thì là tật xấu. Tật xấu có lòi ra không? Anh thấy Phi rất là hiền. Dạ. Các câu tật xấu đúng không? Sơn. Linh quên xin lỗi. Sơn rất là hiền. Nhưng mà Phi là ai vậy? Anh lộn. Không biết thầm cái Phi á. Không phải Sơn á. Sơn rất là hiền. Giới tính nó không được chắc chắn nha em. Nhiều khi đó trong đầu toàn những cái tên người đàn ông nào đó. Sơn á là rất là hiền. Dạ. Vậy thì Sơn có những tật xấu nào không em? Thật ra thì chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hiếm đó, hiếm đó. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Em thì nhiều khi em chỉ kiểu nói chung em chăm lo gia đình không bằng ảnh đâu. Dạ em thì nên là ảnh nói chung là ở trong gia đình thì hai vợ chồng cũng chia sẻ công việc với nhau, công việc nhà á thì ảnh cũng chia sẻ hết với em, giống như khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết lạc đề đó. Câu không hỏi. Cái đây là tính tốt. Đây này ta đang nói đó, môn nào cũng hay cũng giỏi đó, có cái môn văn là không biết hay hay dở tại vì bị lạc đề đó. Ta đang hỏi tật xấu thì đi cứ khen tật xấu không có kể tật xấu, tật mà tốt đó. Cái đó là tật tốt nha. Rồi giờ tật xấu á, tật làm em khó chịu á. Em chưa vừa ý, em chưa vừa ý ảnh á. Chưa vừa ý hả? Chưa vừa ý cho em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không? Không có gia trưởng không? Anh con trai Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ không. Nếu mà gia trưởng thì chắc là em với anh là không có đến được với nhau rồi đó. Đúng không? Rồi bây giờ nè, có bề bộn không? Hay là kỹ tính mà kỹ tính quá mức đó. Anh chỉ hơi càm ràm thôi chứ. Càm ràm. Dạ. Hơi càm ràm em thôi. Tại sao lại càm ràm em? Tại sao lại càm ràm? Ừ đó, đúng không? Tại sao? Nó phải có tại sao lại càm ràm vậy? Càm ràm tại sao? Tại vì tật xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Bây giờ mới lòi ra càm ràm là do cái tật xấu của em. Dạ. Đó, rồi sao nào? Có gì mà em cảm thấy khó chịu và em cảm thấy không ưng bụng về cái ông cái có, điểm. Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tả. Rồi mê đá banh hơn mê vợ không nè. Em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao rồi kiểu vận động rồi các khi nhiều khi mà em kêu giống như là anh thì kiểu từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn, rất là đam mê luôn, mà xong từ khi cưới vợ rồi á xong rồi cứ cái gì cũng cứ kéo vợ theo, mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là anh là về cái đó là đam mê của anh, còn em ví dụ như em tập chỉ là em cố gắng hoặc là em kiểu giống như là tập vậy thôi, ráng còn thôi. Ráng thôi, mình ráng thôi mê chứ. Mê tập lắm đúng không? Dạ đúng bây rồi. Giờ nói thiệt đi, mê tập thể thao hay là mê chủ phòng tập? Cả hai đúng không? Cả hai là chết liền á. Cả hai là mệt liền á. Dạ. Rồi sao? Dạ nên là kiểu nhiều khi cứ kéo em theo á, nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi đi làm cây. Đi làm giờ tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ về mệt. Đúng rồi. Càm ràm là một nè, áp đặt đam mê của mình lên người khác. Dạ đó. Xong rồi nếu mà không theo á là kiểu khó chịu, xong kêu dạ giận xong rồi kêu là tại vì vợ không quyết tâm thôi, vợ quyết tâm thì vợ làm được, nhưng mà mình vấn đề là mình không thích nói xấu người khác ngay mặt. Dễ sợ không? Không có nói sau lưng mà nói xấu người khác ngay mặt. Đó lòi ra đó. Đó. Còn bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Lãng mạn không? Lãng mạn hả anh? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy hả? Dạ. Sao chồng giận em... đi, sao giận như... dạ. Bỏ đi. Nhiều khi trời, nhiều khi muốn cũng muốn giận lắm chứ, nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á, cái em mới kêu chứ trời, em nói với chồng em kêu là trời, vợ không thích tặng hoa vậy đâu, tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó, thôi nếu mà không tặng vậy thôi thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua cái gì mình mua kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn á, cái em lên mạng em nhìn em thấy người ta ai cũng kiểu giống như là có quà có hoa đăng lên, mình cũng có gì cũng tức chứ, xong nói chứ
chồng nghĩ sao chồng không tặng gì cho vợ gì hết vậy. Ví dụ vợ nói vợ không thích, xong rồi bảo chứ nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa. Thế em kêu chứ người ta nói không thích thì người ta nói không thích, nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi vợ cũng thấy thích, vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng kiểu như vậy. Vậy đi ra mua đúng một bông thì anh trời ơi tức dễ sợ luôn. Đúng một bông thôi nên là em kêu á, nhiều khi kiểu giống như cũng hơi kiểu không có được lãng mạn cho lắm. Dạ mà mỗi lần vợ giận á thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? À mỗi lần mà giận thì giống như là hai đứa giận thôi. Em giận anh có làm què không? Em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị. Mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy kiểu không ấy gì hết, đi mất tiêu luôn. Trời ơi em tức, em tức dễ sợ quá mà có sao nói gì. Dạ, đúng rồi. đi là đi luôn, đi mất tiêu luôn. Cái xong có em mới bực quá em kêu chứ, lúc khác á em mới kêu chứ người ta phụ nữ sao chồng không có hiểu gì phụ nữ gì hết trơn, không tâm lý gì hết trơn hết. Kêu ví dụ người ta kêu là đi ra đi thì phải ở lại năn nỉ cho người ta hết giận thì có thôi là chứ đó, Ngọc Lễ. Dạ, rồi. Đúng rồi. Ngọc Lễ đã nói rồi, con gái nó có lạc không. Dạ xong kêu chứ anh bảo đi cái đi mất tiêu luôn. Sao mà sao ngốc thế, không nhìn vào mắt vợ. Để lần sau em cứ làm ngược lại cho chắc anh nghe nè. Rồi bây giờ ổng không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn, em không có để bụng. Tự xả luôn vậy đó. Kiểu giống như thấy hoài không làm hòa là tự mình ra mình làm hòa trước à. Trời ơi. Dạ. Có nhiều khi mà giận nhiều quá muốn bỏ ghê á, nhưng mà thấy đẹp trai quá thôi không? Dạ có chị. Rồi có nhiều khi họ kiểu tối nằm hai vợ chồng nằm xong tự nhiên nghĩ ra gì cái nói qua nói lại cái giận nhau. Nằm xong rồi hả, ống thì kiểu cũng không làm hề với em. Nằm quay qua thì bình thường á là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ôm á thì mới ngủ được, kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình tức ghê á. Xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn. Kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Kêu chứ ủa sao chồng mình đẹp trai vậy? Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái vậy. Hết giận luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Quay luôn. Dạ, nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà chiếm ngưỡng dung nhan ra. Cái tự bà hết giận. Dạ, đó. Nên là em mới kêu là nhiều khi hả, kêu là cưới chồng đẹp trai xíu cũng có cái lợi. Kêu là nhiều khi gây nhau hay sao á, nhìn đẹp trai đỡ bực mình. Còn ví dụ như mà cưới mà kiểu xấu là bực là giận là hoài luôn. Cái cặp trước nghe. Bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ hỏi qua Sơn đi, bây giờ vợ sao? Đó kìa, đó bây giờ tấn công kìa. Đó, xa tay nè, tay ra cám này. Đó, cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. Là kể về tật xấu của vợ đúng không? Đúng rồi. Nhiều không em? Chưa nhiều đồng ý. Nhiều em? Còn... nhiều không? Hay là không có? Không có thì qua luôn. Dạ, cũng đủ xài ạ. Đợi nãy giờ rồi mới được nói. Đó. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Đúng rồi. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Cho nên là càm ràm. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ, nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn, và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào. Và cùng với vợ thì lại khá là bừa bộn, và là cứ đâu là quăng đó. Còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để ở đâu đó. Thì nhiều khi thì hai vợ chồng chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay thì em gọi cầm là làm thôi đúng không, làm cảnh sát rồi. Trưởng đấy ạ. Đó, bừa bộn rồi. Dạ, tiếp nữa đi em, tranh thủ mà kể đi. Đấy rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy. Thì từ không có chịu, đúng rồi, không chịu giữ sức khỏe, lười tập thể thao thể dục. Cũng không hẳn là quá lười, nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ đúng không? Vâng, chị đang biện hộ cho em đó. Vâng, hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp có rồi. Áp là gu của mình và gu của người khác. Không phải, không phải đâu chị, nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang. Thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia, nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á,
nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại hoài. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời ơi, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Xong rồi hả, em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mặc áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Không nghe em. Xong rồi đến hồi kiểu nói chung là chắc là cũng chưa nghe ai nói. Xong rồi đến hồi mà có một đợt mà về nhà em, đợt đó là sinh nhật của ba em á. Xong rồi anh về nhà em chơi thì kiểu cũng kiểu dịp tiệc tùng vậy đó, cũng mặc đồ đơn giản kiểu vậy. Cái xong má em mới góp ý với em, bị nói dạ mới nói mới kêu là Sơn á, nó đẹp trai vậy mà nó biết ăn mặc á, là nó đẹp lắm á. Lúc nào cũng mặc kiểu vậy, tại vì lúc nào cũng mặc cái màu xám hoặc là cái màu đen thì nhìn riết nó chán á chị. Dạ đúng rồi. Cái xong em về em nói, em kêu đó mọi người chê vậy đó, nghe chưa, vợ nói thì không nghe. Rồi bây giờ nghe chưa? Dạ. Ủa mà xí mình đang nói xấu nhau mà em đang nói mà sao cô nói? Thì bởi vậy mới nói đó. Rồi giờ tới em rồi, hiểu rồi bây giờ cải thiện rồi đúng không? Rồi cũng thực ra đấy thì đấy, em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Em thì sống thì mọi thứ khá là đơn giản, ăn mặc cũng rất là đơn giản. Thì vợ em lại một người rất là yêu thời trang, nên là dần dần thì mưa dầm lâu. Đúng không? Thôi em bắt đầu thay đổi cái. Không, nhưng mà thay đổi rồi. Rồi sẵn đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Đầu thiều đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Nghe chuyên gia về sức khỏe người ta nói. Uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Nên vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là không nhiều lắm, nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ là một cái cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn mà... là sống với nhau đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Tránh đây bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đấy đó. Đến cuối đời vợ lại không còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay chưa? Hay. Rồi bây giờ tới em. Em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Em thì em nói chung là chồng em thì em chỉ mong muốn chồng em là thay đổi, là nói chung chồng em là có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa, nhưng mà tính rất là thật thà và rất là tin người luôn chị. Mà rất là thương người, nhưng mà nhiều khi cái lòng tốt của anh á mà anh không có nhận ra bị người khác lợi dụng. Tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi không? Nên là kiểu giống như là có những lúc kiểu giống như làm được nhiều tiền á, cái đi ai khó khăn mình giúp hết, cái đến khi lúc mà mình khó khăn mình cần á thì không ai giúp mình hết, lại thì lại không ấy. Là mình em thì em kiểu em cũng nói, em kêu là tại sao không dành kiểu giống như là để dành tiết kiệm ấy, là phải lo, em muốn là kiểu phải lo cho tương lai. Đúng rồi. Còn đằng này anh là kiểu anh có thấy ai khó khăn hay là sao là anh giúp hết, anh giúp anh mang giúp hết kiểu dạng vậy đó. Xong rồi em cũng nói xong rồi thì kiểu cũng nghe, nhưng mà cũng không biết là có thay đổi không, tại vì cái đó cái tính rồi. Dạ. Tức là muốn em sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn, là anh phải tỉnh táo hơn với trong lại, cái việc đó đúng không? Với lại phải kiểu giống như là suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn, tại vì nhiều khi anh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá, nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại đây nè, kế cận cũng đang cần đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã rồi mình hẳn lo cho bên ngoài. Đúng đó Sơn ơi. Dạ. Mình thấy nó rất là hợp lý. Dạ, tại vì thật ra không phải là mình giúp người ta không phải là mình chỉ giúp bằng tiền hay là sao không, mình có thể giúp bằng nhiều cách. Nhưng mà các em bây giờ đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ đúng rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Thôi giờ chị thấy vậy nè. Dạ. Chị thấy vậy nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Dạ. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha. Dạ. Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ chồng sẽ. Cảm ơn em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Yeah.